Chào các bạn, tôi là Mr. Popcorn đây. Chào mừng đến với Last Day on Earth. Chúng ta cùng dây nhà này nha các bạn. Player 6213 các bạn ạ. Cùng tiến vào nhà nào. Mong là dây tốt các bạn ạ. Dìu này các bạn. Nhà này nhà gỗ các bạn ạ. Đẻo quá các bạn ạ. Không biết là đồ thì có tốt không. Chúng ta cùng chặt họ này nha các bạn. Rồi, toàn sắt là sắt này. Xịn đấy các bạn ạ. Chưa gì đã thấy thích rồi. Sắt chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả. Càng nhiều sắt càng tốt các bạn ạ. Miếng sắt với cả đinh nữa. Với cả ba bình máu lớn nữa. Cùng để đồ ra ở xe nào các bạn. Bo bearing này, cao su này, ốc vít này, transistor này các bạn. Toàn là linh kiện điện tử cho ai cần nha các bạn. Những người nào cần dây này có vẻ tốt đấy. Chúng ta cùng tự sát nào các bạn. Toàn linh kiện điện tử nữa các bạn ạ. Với những ai cần thì dây này có vẻ tốt đấy. Có lẽ tôi sẽ lấy một chồng ốc vít cả. Cùng trở về nhà nào các bạn. Chúng ta cùng quay lại nha các bạn. Con Fowler Bolter này chuẩn bị chết đến nơi rồi. Chờ đấy. Này thì chết này. Năm cái cờ lê này các bạn. Xăng nữa. 12 cái điện thoại với 8 cái USB này các bạn. Cũng được các bạn ạ. Đặt cái hòm này nha các bạn. Có 2 viên pin các bạn ạ. Với toàn đồ vớ vẩn. Chẳng gì đặc biệt. Trong đây có 11 cái băng cứu thương này với 20 cà rốt hầm. Thức ăn các bạn ạ. Đấy luôn. Cùng xử lý bọn zombie này nào các bạn. Rồi. Xong bọn nó đã chết. Cùng tiếp tục chặt cái hòm này nha các bạn.
toàn cục sắt mấy cả sắt vụn nữa các bạn ạ. Trong đây chúng ta có một cái xẻng với một ít da thuộc này các bạn. Băng dính nhà tôi có đầy, không cần. Thiếu gì băng dính. Chứa nữa chỉ có rác nhà thôi. Trong đây chúng ta có gỗ nha các bạn. Lại gỗ nữa này các bạn, với cả gạch nữa. Cần xử lý bọn zombie nha các bạn. Xử lý là zombie nè. Xong phim các bạn ạ. Cùng lấy gỗ nào các bạn. Gỗ chưa bao giờ tồi cả các bạn ạ. Gỗ luôn thơm các bạn ạ. Bao nhiêu gỗ cũng được. Tôi lấy hết. Cùng soát lại. Cùng xem cái hòm cuối cùng có gì nào các bạn. Toàn thức ăn là thức ăn thôi. Với cái bạn nào mà cấp thấp thì cần đồ ăn thì dây này cũng tuyệt nha các bạn. Cùng soát lại đồ nào các bạn. Chẳng có gì cả. À lại gỗ nữa, quên. Gạch nhà tôi cũng có đầy rồi. Tôi có cả hòm đồ gạch rồi. Thức ăn cũng được các bạn ạ. Cùng chặt mấy cái này nha các bạn. Cùng xem có gì nào các bạn. Lại sắt các bạn ạ. Đinh nữa. Lại gỗ nữa các bạn ạ. Chắc tôi lấy gỗ đây các bạn. Thôi phắn khỏi đây thôi các bạn ạ. Nguy hiểm quá. Không đùa với bây giờ biết quan được đâu các bạn ạ. Bye bye, tạm biệt đồ ngốc. Nói tổng quát là dây này thức ăn cũng có, đồ linh kiện điện tử cũng có, gỗ cũng có, sắt cũng có. Nói chung là dây này là dây nguyên liệu thì là cũng được nha các bạn, không tốn thuốc nổ nữa. Nhất là nhà này không tốn thuốc nổ nữa. Dây này xịn nha các bạn, chấp nhận được nha các bạn. Nguyên liệu tôi lúc nào cũng cần các bạn ạ. Dây này cũng được đấy. Cùng về soát lại đồ tổng quát, đồ mà chúng ta kiếm được nha các bạn. Cùng tiến vào nhà của mình nào các bạn. Lấy đồ ra khỏi xe nào các bạn. Và đây là thành quả của chúng ta thu được. Toàn nguyên liệu thôi các bạn ạ. Cũng được các bạn ạ. Được xịn đấy các bạn ạ. Các bạn đừng quên theo dõi kênh Thả Thích và Bình Luận nhé. Hẹn gặp lại.